Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn rước dâu đang di chuyển về nhà chú rể thì bất ngờ bị một người phụ nữ tiếp cận hất chất bẩn vào người cô dâu và chú rể. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến hai nhân vật chính đều bất ngờ, không kịp né tránh, dẫn đến người và quần áo đều bị lấm lem chất bẩn. Theo đó, vào ngày 4 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lưu Vĩnh Sơn xác nhận sự việc diễn ra trong video xảy ra tại đám cưới của cặp đôi ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Cặp đôi bị hất chất bẩn là chú rể DVH và cô dâu DTI. Người dùng chất bẩn hất vào cặp đôi này được xác định là BTT, người yêu cũ của chú rể. Thông tin ban đầu giữa anh H và chị T ngụ cùng thôn trước đây có quan hệ tình cảm, nhưng gia đình ngăn cản không cho lấy nhau. Chiều 4 tháng 10, khi anh H tổ chức rước dâu thì chị T đến và dùng chất bẩn tạt vào người cô dâu chú rể. Theo vị chủ tịch này, sau sự việc xảy ra, người thân của cô dâu có hành vi tác động vào người chị T, khiến người phụ nữ này nhập viện. Hiện công an đang vào cuộc làm rõ. Không rõ lý do là gì mà khiến người phụ nữ này lại có hành động như vậy. Nhưng điều đó đã khiến cho đám cưới đáng lẽ là ngày hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười lại trở thành tồi tệ. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật ở các video.